Đúng rồi, tụi mình sai quá mọi người. Ờ, sai vậy là đúng. Bắt đầu tiếp tục nè anh em ơi. Hay là cái kèo hồi nãy cái này mọi người quên đi. Quên đi. Một cái bố luôn đau vãi nồi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hi Ha đây. Còn mình là Yummy. Đây à. Đừng quên, bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video mình. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đã thấy lâu lắm rồi tụi mình mới gọi ngồi chung với nhau. Để làm để gì? Làm một cái clip. Tên gì? Chính là nhớ clip thể loại gì? Clip thể loại reaction về nước nè, bro nè, và hacker và ba. Đúng rồi, bốn người đó sẽ đấu với nhau để coi hôm nay đó chính là sạch. Anh em đợi mình một phút. Bao lâu rồi chúng ta làm series này, nó vẫn ở đây và nó đúng vẫn rồi. Sổ vậy tức không? Tức thật sự. Ok, tiếp tục thì bây giờ nếu các bạn thích video cũng như series này thì đừng quên để lại một like cho tụi mình, và đừng quên share, sạc hashtag cho tụi mình là reaction nha, sạc hashtag reaction, và ai đã xem rồi thì đừng quên sạc hashtag đã xem hết nha, để mấy tập sau mình cho các bạn bay lên ở trên vòng này, bay muốn là xua full mặt tụi mình luôn đó. Ok, và nhớ người nào xem hết mới sạc hashtag nha, chơi đừng có chơi kỳ cục nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào video thử thôi. Let's go. Ok, đây chính là clip ngày hôm nay. Clip ngày hôm nay tên là gọi là nước bro, không biết xây xây cái gì á, nhưng mà bữa hôm nay nó xây căn nhà gì đó. Challenge. Ok, challenge. Ok, vào thôi. Nước. Đây rồi. Bro. Hacker. Trời lâu mà chúng ta mới không coi. Không có gót nha mọi người, tập này không có gót. Ủa, tập đây đúng rồi. Ui, xanh má ơi. Quay cho mình xanh theo luôn. Ơi mọi người, nước. Hợp với mình. Ok, nước ui, nước sẽ quay. Quay nước. Ơi, nước này nước giả rồi anh em nhớ rồi, chúng ta nhớ là nhớ không? Nước này không bao giờ mà nó xây được vậy đâu. Đúng rồi, nó xây nhà ngu lắm. Thì xây bằng gì, xây bằng gì, nó xây bằng gì? Đất thôi à. Ừ đúng rồi. Mày xây bằng gạch là không phải nước rồi, này không phải là nước chính gốc rồi. Hôm nay nó xây nhà gì đây? Ủa sao giống cái người nó quá vậy? À, video hôm nay là tụi nó xây cái nhà của nó, hiểu không? Nhà nó á. Hiểu không? Nó sẽ xây con người của nó để nó xây nó thành một ngôi nhà. Đỉnh. Để coi hàng gì bữa nay mới thấy lạ, tại sao nó xây bằng cái này đúng không? Đúng rồi, tụi mình sai quá mọi người. Ừ, xây vậy là đúng. Bắt đầu. Tiếp tục nè anh em ơi. Ok. Gì đây? Râu hả? À không. Cái đó cái mặt sau, cái đó mặt sau. Đó, xây lên. Ừ đúng rồi, xây lẹ đi con. Gì vậy biết không? Ủa sao có một cục xanh đậm ở đó vậy ta? Nước miếng mới nhận được kìa. Xong rồi bạn, bạn nào mà cái cục đó một cái là biết liền, bạn đó gọi là fan chân chính của nước này không? Mình sai rồi. Trong đây có ai mà coi vừa mà biết liền rồi comment lại bên dưới gì liền. Đẹp quá Quầy giống ha. Ơi, hay mà, là bố tôi với ông Thi đi làm da tôi với ông. Nhưng mà nước này da hơi trắng ha. Đúng rồi. Ui, đi đâu đây? Ôi đẹp quá mọi người ơi, mình cũng muốn có một ngôi nhà Minecraft y chang cái skin của mình luôn ấy. Ui. À, nó xây tranh. Đi đây. Ui, hai tầng luôn, xịn thiệt. Ui, nó còn. Ôi sao thằng nút này nó trang trí nhà đẹp quá vậy? Đúng rồi, thông minh và lờ luôn. Đi là chắc chắn 100% mấy đứa kia sẽ xây nhà đẹp hơn thằng này luôn. Đúng không? Ông dám không? Cá không? Tôi dám cái tôi. Ui, đẹp nha, đẹp. Ôi nhưng mà đẹp á. Nhìn giống như nước bị dưới lòng đất. Cái trong phần chân. Giờ cá nha, đứa nào sai đập cái này lên đầu luôn. Ok luôn. Bà nhà của nước xịn nhất. Ừ, tôi nói là mấy đứa kia sẽ bắt đầu đẹp hơn, càng ngày càng đẹp hơn các bạn. Rồi like là dân like, mọi người. Mọi người nhớ coi clip này cũng đừng quên là phải like cho tụi mình nha. Và mọi người nhớ là đừng bỏ qua quảng cáo, hãy giúp tụi mình có tiền ăn mì gói đi. Tôi tin bro của tôi sẽ gọi là say xịn hơn nè, 100%. Không tin được, không tin được đâu. Bro cũng như ngày nào, nó thấy được căn nhà của thằng nước, chắc là bắt đầu ghen tị, bắt đầu say nè. Ừ, gặp đầu. Tối rồi kìa. Rồi bắt đầu rồi. Đó, bắt đầu xây rồi kìa. Chẳng là gì nè. Mới xây không bao giờ nhìn ra được đâu mọi người. Xây cái gì vậy trời? Xây gì? Méo xẹo à. Nhìn không biết được luôn á mọi người. Ừ. Cái bộ xương kìa. Ừ, nhìn ở đây xây bộ xương á. Tu. Nó xây nguyên bộ. Ôi nhà. Ui, nó xây hết chân tay chân luôn. Ôi không, nó có bộ xương trước luôn. Nó xây bộ xương trước rồi bắt đầu nó mới xây mấy cái bộ da ở ngoài lên. Hiểu không? Nhìn nó nước chuẩn luôn á. Ơi, hay là cái kèo hồi nãy cái này mọi người quên đi. Không quên được các bạn. Không thể nào quên được. Chuẩn bị con thôi, mình. Có chơi thì có chịu. Hi khơ. Đây vậy. Đó, bắt đầu mới xây vô nè. Nó bắt đầu mới xây đồ bọc vô da. Phải nồi. Biết cái đó gì không? Mất công dữ vậy. Đồ dài, mới xây đồ dài thôi. Ôi, đó, mọi các người để ý đi. Nó xây nhanh quá đến nỗi mà cái cam bay nó không được mượt luôn á mọi người. Mọi người thấy nó bay giật giật á.
quá nhanh quá cam bài không nổi. Tao nói nó quá nhanh quá nguy hiểm anh em à. Cam bài không kịp luôn, xây gì ghê. Quay. Ui. Cái bầu đứng của nó đẹp quá anh em à. Cái đầu của nó là không phải là đầu mà vuông của Minecraft nha, mà nó còn cái đầu này khum cái mặt xuống. Quay. Nó biết ngay, nhìn là biết liền. Ê nó dùng đất à. Ê hình như cái này chuẩn bị nó dinh cái gì, nó đang tư thế này giống như đang rinh, kiểu như dinh cái gì đó trên đầu nè. Đội cái mũ lên cho cái nó. Quay giờ đội mũ lên bất ngờ. Chai vào lên. Đó thấy không? Hết sợ hơn hả? Rồi. To ha. To thật sự to luôn đó. À nó đang xây nhà hiện đại, nó đang xây nhà hiện đại. À, đùa. Thì ra là vậy. Có một tầng nha, một tầng nha. Nhà hiện đại có một tầng mà sao tầng ở trên hơi nhỏ nha. Ông nghĩ có hồ bơi không? Tôi nghĩ là chắc không có đâu. Nhà trên đây tắm hồ bơi là lạnh lắm. Đúng rồi. Sao mà bơi được đúng không? Không nên có hồ nhưng bơi. Nhưng mà nhìn cái nhà của nó giờ mình buồn quá mọi người. Tại vì lát cái này vô đầu. Ôi không. Ui, đi đâu buồn. Ui bây giờ nó bắt cầu thang trên khung xương của nó để đi lên nè. Trời ơi. Đó đồ đào đào cái đường hầm ở dưới để đi lên luôn nè. Đẹp vơ đó. Lỏng lại. Đó trời bắt đầu trồng cây, cây luôn. Trời sao cây nó trồng lên nhanh quá vậy? Trời ha. Trồng cây hơi bị hắc xíu. Đúng rồi, đâu. Mình nhớ làm gì mà nhanh được như vậy. Chù choa mà. Ồ, to thì to. Trời ơi, tướng đứng kìa anh em ạ. Dơ. Úi giời ơi. Bíp bíp bíp. Quay đẹp ha, đẹp ha. Trời đẹp thiệt sự luôn. Đó, con cô nói là càng ngày càng đẹp mà không thể nào hơn im, đâu. Im nào cô bé. Cô bé im nào. Tiếp tục đi, con quỷ khùng này nó cứ nghe. Nó canh mình reaction là nó sủa à, không hiểu nó luôn. Không hiểu được chứ nào. Trời ơi, nó wow, đẹp kìa. Nguyên bộ đồ kim cương luôn nha, chứ mày đùa nha. Làm gì vậy? Kệ, chui. Mà xích bỏ xíu coi, chặt cổ người ta ghê vậy. Mà xích qua bển miệng này che nè, ghét ghê không á. Kiếm hết nguyên khung hình của người ta. Chị like luôn. Like nha anh em, like. Đó. Bây giờ tới anh hacker đẹp trai. Highlight. Giống chui. Giống chó. Nhìn đâu rồi? Đây. Quay. Thấy được căn nhà của bà núp. Bây giờ để coi cô. Rồi bây giờ bay đi tìm bà rồ hay gì vậy? Bay đi tìm gì vậy? À, đúng rồi, chuẩn. Quay luôn. Đúng. Bay đúng xa rồi xa lại gặp nhà của bà rồ. Một anh bà rồ đẹp trai. Ủa, đen trend là căn xây căn nhà trên nóc vậy. Được. Mày tưởng anh mày không chơi được ư? Ừ, anh đúng mày. Đúng rồi, mày tưởng đập nát luôn. Trời hết. Đây. Dứt điểm. Đó này lẹt vào đồng cỏ xanh. Ồ xây bằng mấy cái đồ cơ phải có là cánh nhưng mà cái này là hình như cánh. Cái đồ dưới địa cái cổng địa ngục nè, mấy cục gì mấy cục trong cổng địa ngục á. Ừ cổng ở dưới địa ngục chứ không phải đen ender gì liên quan gì. Thôi nói chung là đứng nghe gì nãy giờ mình nói xây nhầm gì đây cùng á. Ủa gì đây, gì vậy? Khung xương hả? Khung xương gì ngầu hả? Khung xương nào quằn queo quằn queo gì vậy? Lẻo lùng khung xương nào ben ngang quằn vậy? Trời khung xương nào cao vậy? Ủa xây kính chi vậy ta? Gì nè, à hình như cái đường đi lên. Thấy cái đó giống cái đường đi lên lắm. Quay, đổ lava. Điều này cao à. Điện cái này chắc hết thời gian. Đẹp quá anh em ạ. Có nước đổ cả. Nước kìa. Ui. Một chân lava, một chân nước. À không phải đâu, đi nước nó đi nhanh hơn. Ê, đi lava là chết luôn á. Vòng 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 rồi đi nước cho nó lẹ. Chết ngọ, chết lẹ luôn. Ù, cái chân à. Cái chân bên trái và cái chân bên phải. À cái chân đạp lên, cái chân đạp xuống. Đúng rồi, chân đạp lên giống gì nè. Thăng thăng thăng. Thăng chân thăng, trời ơi. Ui. Xây cao lên lắm luôn á. Tôi thấy là hơi bị cao ấy. Đẹp vơ lơ. Đẹp thật, thật luôn sự luôn á mọi người. Phải nói là nó còn kiểu như là cái gì ta? Gì? Kiểu như là nó sống động sinh động hơn là hai căn nhà kia. Thấy gọi là hacker lúc nào không làm chúng ta hết giọng. Ơ mà sao cái não của nó chỉ có một cục não à? Ừ, nó thông minh hơn mình kia. Não mà lộng chấm 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 trong 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 mà không có gì. Não gì kỳ cục kỳ cục à. Ờ, đúng không? Cái tay em có khung xương giống như từ từ đừng nói như vậy, từ đúng rồi đó, có khung xương thì đâu. Ok, một cái là cong xuống cong lên nhưng mà nó xây đặt, hiểu không? Không nó không có xây bọng như bro á, hiểu không? Tại vì thằng này game bóng một, thằng này được game bóng một, hiểu không? Thằng này nó có dùng lệnh. Ui kẹp máy tính bắt đầu hack hả? Trời bắt đầu rồi, vô ngày bắt đầu ngày của anh đây rồi. Chỉnh rồi, nó chỉnh gì biến rồi. Ui quay Ui. Sao nó cũng giống cái kỳ quá ha. Ừ nhưng mà chắc này nó xây bự hơn hay sao á. Rồi. Ui rồi tốc độ bắt đầu nhanh rồi kìa. Ù cho mà. Ơi. À nó làm bánh đèn sáng lên em nó đẹp luôn kìa. Đâu. Nó biết tính khi về đêm, còn hàng đúng kia rồi. Không rồi. Hàng kia không có hiểu gì hết. Ui đẹp. Rồi. Quay nó không, thằng này là nó xây biết gì không? Nó xây cho giống thật luôn á. Cái miếng đất ở dưới nhìn nó giống thật luôn, hiểu không? Nhìn nó kiểu như thật thật xíu á. Mà thấy không, đất đồ nó đâu có làm
gọn như thằng kia. Thằng kia là chọn quay luôn. Thằng này đâu chọn đó không? Y chang cho nó nhìn riu riu. Rồi tôi thấy cái form nhà tôi thấy hơi bị to đó. Châu choa mà ừ. Có cái hồ bơ không ta? Ông đoán xem có hồ bơ không? Có là cái chắc luôn nè. Thằng này không bao giờ mà nó không xây hồ bơ á. Tôi nghi lắm. Ôi trời ơi, tôi nói nó đẹp gì đâu. Coi mấy cái clip này không hề chán anh em ừ, mà. Ừ đúng rồi, coi mấy cái clip này kiểu không bao giờ chán luôn. Kiểu nó bị cuốn vờ lờ luôn. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui ta nói đẹp vãi. Đẹp vãi nó. Cái này gọi là vừa cổ điển mà vừa hiện đại. Ừ, nó kết hợp hai thứ vô chỗ luôn. Nó giống như nó kết hợp nhà của thằng Nước với bờ rồ vậy anh em. Đâu, thằng Nước là nguyên căn nhà bằng nó luôn mà. Ờ. Đâu phải là ngôi nhà hiện đại hay. Ui quá trời phòng luôn rồi má ơi. Ý là mấy cái nhà bình thường của Nước không hiểu không? Rồi quá trời phòng luôn, để coi. Cái hồ bơ của tôi đâu? Ui giời, từ từ chắc chưa xây chắc. Ôi chắc là hay là anh xây hồ bơ trên phòng á. Bây giờ nó xây hồ bơ trên phòng luôn, nó mới đỉnh đấy không? Em suy nghĩ, 2 tầng rồi đó anh em à. 2 tầng rồi. Nãy giờ tầng dưới là mình thấy không, trên 2 tầng à. Mình thấy tầng dưới là trên 5 phòng rồi đó. Trên đây cũng hơi bị nhiều đó, mình thấy nó ngăn ra rồi. Đó. Chù cha, ôi trời ơi. Giá như tụi mình cũng có một anh builder vậy mọi người. Trời ơi, phơi biết mấy nhỉ. Trên nóc nhà có thêm một cái gác nữa kìa. Cái gác làm hồ bơ anh ơi. Cái gì cái gác mà làm hồ bơ trên cái gác? Hại não. Cái đó suy nghĩ của tôi, kể tôi mốc nhà tôi để hồ bơi chín gác rồi sao? Hồ bơi mà. Làm gì nhau, làm được gì nhau? Im nào. Trước tôi cầm cái gì tao bon một cái, bon cái đầu nha con. Rồi xong, bây giờ xây cái nóc nữa là xong căn nhà. Nó có trang trí trong bên trong không ta? Ui có cỏ, có lá luôn, cho ôi, nó gọi là natural. Mà coi cái cây chút xíu nhỏ xíu xíu luôn hả không? Trời tôi biết cái hồ bơi nó nằm ở đâu rồi đó. Cái gì cũng nước nhỏ nhỏ nãy không? Coi nó giống như là cái ao vậy. Trời ơi, bà nhìn hacker chút xíu xíu luôn kìa. Đó, hay không? Cái này là 1 phần 1 triệu anh em à. Xịn anh em. Căn nhà này quá xịn sò. 4 con cò trời. Hết sảy con bà bảy. Ra nói nó đẹp. Tuyệt vời. Đúng là anh ăn hacker không bao giờ làm mình gọi là thất vọng cả. Đồ, đạp. Nhảy nữa kìa. Yeah. Ok, cuối cùng thì tụi mình cũng đã reaction hết video này rồi. Thì các bạn coi video này á, thì bạn thấy ai mới là người xứng đáng thắng. Và đừng quên cuối video cũng là câu chuyện này. Đây rồi, mình sẽ bon vô cái đầu Jimmy nha. 1 2 Chảy nước. Rồi chảy nước luôn rồi. Rồi xong luôn. Hai đã dầm. Nào. Lên đổi đầu. 1 2 Che vậy rồi xong ta đánh nữa. Ờ cái này cứng quá. Bọn miệng đó mọi người. Nhắm mắt lại. Không có nói nhiều mày, có chơi có chịu. 1 2 Sợ quá. Đau. Còn cái vớ luôn đau vãi nồi. Ok, nói chung là clip đến đây thôi. Bây giờ thì các bạn muốn mình reaction nào tiếp theo nữa thì comment lại bên dưới nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại là những video tiếp theo. Bye bye. See ya. Love you.